Thiên chương 119 câu số 50. Thi Thiên chương thứ 119 câu số 50. Thank you.
sáng.
làm cho tâm linh của chúng con được sống lại. Lời của Chúa ngày tâm đỡ Thank you.
có được khóc nhà hát. Ngày trong lòng cái siêu ma chắc được sự mới. Cơn cơn bay cao như chiều chẳng còn không quen nữa. Xin đọc với mọi người xin nhận xét những câu chuyện trong những giai đoạn và đoạn nhạc.